Granis Liman, kịch bản lặp lại. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong một tuần làm việc mới. Chúc quý vị có một tuần làm việc hiệu quả. Kính thưa quý vị, trong những ngày qua thì truyền thông phương Tây và Ukraine đã ăn mừng chiến thắng ở Granis Liman của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, chiến thắng này lại có một điểm tương tự như là trận đánh ở Kharkov. Các nhà quan sát cho rằng, có lẽ họ đang ăn mừng quá sớm. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng thảo luận về câu chuyện xoay quanh chiến thắng này của quân đội Ukraine. Thêm vào đó là lời cảnh báo của NATO về một thiết bị quân sự của Nga khiến họ phải lo ngại. Đó là thiết bị gì? Tại sao lại phải lo ngại trước nó? Hoàng Hải xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Ukraine chiếm lại Granis Liman khi Nga buộc phải rút quân. Vào cuối tuần trước thì một trong những trận chiến ác liệt nhất đã diễn ra gần làng Granis Liman. Kết quả là lực lượng của Nga đã rơi vào thế chân vạc, bị bao vây và buộc phải rút lui để bảo toàn lực lượng. Để có được kết quả này thì lực lượng Ukraine cũng phải trả một cái giá khá đắt. Theo kênh điện tín Legistini của Ukraine hôm 1 tháng 10, đã đưa tin Bộ Tổng Tham mưu Ukraine thông báo cho Tổng thống nước này về tổn thất nặng nề của lực lượng vũ trang Ukraine. Kênh điện tín cho biết, Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng trong nỗ lực chiếm Liman, lực lượng vũ trang Ukraine đã bị tổn thất rất lớn. Tổng thống Zelensky yêu cầu tiếp tục tấn công, cuộc hành quân phải chiến thắng và không được phép quay lại. Cả hai bên đều đang tập trung lực lượng rất lớn vào hướng này, biến cuộc chiến trở thành một cối xay thịt. Và sau đó, điều này đã ảnh hưởng rất nặng nề đến hình ảnh của ông Zelensky, dù đã trấn an được quần chúng về ưu thế chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine. Ông ấy đã tung ra hàng nghìn binh sĩ để đạt được mục tiêu chính trị. Và điều này cho thấy Tổng thống Ukraine đang chơi một trò chơi nướng quân để đạt được mục tiêu của mình. Bây giờ đây, ông ấy đã có được mục tiêu, nhưng mà không đánh dấu được một bước ngoặt trong tiến trình của cuộc xung đột. Hiện trên tất cả các diễn đàn quân sự thì họ đang bàn tán về việc Ukraine lại bị rơi vào một cái bẫy của Nga giăng ra, để con mồi đưa đầu vào sâu trong cạm bẫy, sau đó thì khóa kín cái bẫy lại. Chuyên gia quân sự Dmitry Botenkov đã giải thích với Investia rằng trên những vị trí thuận lợi, người ta sẽ tổ chức phòng ngự. Khi địch tiến hành tấn công thì họ sẽ buộc phải tiêu hao về nhân lực và vũ trang để chiếm được vị trí đó. Còn quân phòng thủ lại tiếp tục rút về phòng thủ tiếp ở tuyến tiếp theo và tiếp tục thực hiện lặp lại các chiến thuật tiêu hao. Tất nhiên, quân Nga đã rút khỏi Liman là điều không hề dễ chịu. Và theo quan điểm của giới truyền thông, đó có vẻ như là một thất bại. Nhưng từ quan điểm quân sự, điều này không hoàn toàn đúng. Trên thực tế, quân Nga cũng đang làm đối phương kiệt sức và gây ra những tổn thất không nhỏ cho lực lượng Ukraine. Đối với Ukraine, đây lại chưa phải là dịp để ăn mừng chiến thắng lớn. Bởi vì Krasny Liman nằm ở quận Krasmatov của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, mà nó sẽ chính thức trở thành một phần của Liên bang Nga vào ngày 4 tháng 10. Như vậy thì đây sẽ là lần đầu tiên sau 78 năm, một thành phố của Nga sẽ nằm dưới sự kiểm soát của quân địch. Lần cuối lãnh thổ của Nga bị chiếm đóng là vào ngày 7 tháng 11 năm 1944. Khi đó, họ đang đẩy lùi cuộc xâm lăng của Đức Quốc xã. Cho nên, không còn hoài nghi gì nữa, việc giải phóng Granis Liman sẽ ngay lập tức trở thành ưu tiên hàng đầu của giới lãnh đạo Nga. Và việc ăn mừng lúc này là còn quá sớm. Một điểm đáng chú ý nữa mà chúng ta cũng cần phải quan tâm, đó là bất chấp sự thất bại của Nga ở Liman, các đợt tái triển khai và tiếp viện quy mô lớn đáng kể của Nga trên khắp các mặt trận đang được tiến hành. Người ta đang chú trọng tới một cuộc tấn công mới vào Nikolaev và có lẽ là Odessa vào giữa hoặc là cuối tháng 10. Khi mà vào ngày 1 tháng 10 thì người ta đã phát hiện ra nhiều vũ khí hạng nặng của Nga đang được chuyển với số lượng lớn về khu vực của hai mục tiêu là Nikolaev và Odessa. Nếu như chúng ta quan sát trên bản đồ thì sẽ thấy rằng khí đốt của Nga sang châu Âu được quá cảnh qua Ukraine và theo thỏa thuận vận chuyển vào năm 2019, Moscow đang phải trả cho 40 tỷ mét khối khí đốt chảy qua các đường ống của Ukraine trong năm nay. Bất luận là khí đốt có được gửi đi hay không thì người Nga vẫn phải trả tiền. Tổng cộng Ukraine dự kiến sẽ kiếm được 7 tỷ USD từ thỏa thuận kéo dài đến năm 2024. Không những thế, khi chiến sự xảy ra, Ukraine đã đóng dòng chảy khí đốt từ Nga vận chuyển qua nước của mình. Như vậy thì Nga đã tổn thất và phải phụ thuộc hoàn toàn vào Ukraine, đặc biệt là khi mà các đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 đã bị nổ. Sự kiện này lại khiến cho Ba Lan trở thành một trung tâm phân phối khí đốt chính cho EU. Lúc này đây, chiến tranh ở Ukraine trở nên quan trọng hơn đối với Nga. Nếu như nước này muốn duy trì được đòn bẩy đối với châu Âu, thì Nga cần phải lấy được Odessa và Nikolaev. Cho nên, các nhà phân tích quân sự cho rằng rất có thể Nga đang thực hiện hoạt động nghi binh để tấn công Odessa và Nikolaev khi mà quân Ukraine đang mở rộng mặt trận tại Donetsk. Nếu như chiếm được hai vùng này thì đối với Nga mà nói, đây là một nước cờ chiến lược. Không chỉ cô lập được Ukraine mà còn thâu tóm toàn bộ đường bờ biển đen của nước này. Khi đó thì Moscow có thể đưa dầu và khí đốt sang châu Âu mà không cần phải quá cảnh trong vùng lãnh thổ của Ukraine kiểm soát. Tuy nhiên,
Đây là một ván cờ lớn, cho nên chúng ta sẽ không vội vã kết luận giống như là trường hợp ở Kharkov. Đặc biệt là khi việc đưa tin ở Ukraine là rất khó khăn, vì có rất ít sự xuất hiện của các nhà báo hoặc là các đại diện của các kênh truyền thông độc lập tại đây. Thông tin chủ yếu là đến từ chính phủ Ukraine và Bộ Quốc phòng Nga, cho nên rất khó để có thể xác minh được thông tin một cách độc lập. Đặc biệt là những kênh truyền thông đến từ các phương tiện truyền thông phương Tây thì không ai biết được nó là thật hay giả. Cho nên cách tốt nhất đối với chúng ta mà nói đó là quan sát và lắng nghe thay vì nhận định một cách vội vàng. NATO cảnh báo các đồng minh về khả năng phóng siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon. Vào hôm 2 tháng 10 thì tờ báo La Repubblica của Ý đã đưa tin rằng tình báo NATO đã cảnh báo các quốc gia đồng minh về khả năng phóng từ phương tiện không người lái Poseidon dưới nước được phóng từ tàu ngầm hạt nhân PS-329 Begorod. Theo công bố, vệ tinh của Mỹ được trang bị cảm biến hồng ngoại. Nó có thể theo dõi các vụ phóng ngư lôi của Nga, nhưng nó có thể sẽ không phát hiện được Poseidon, bởi vì vũ khí này không tỏa ra nhiều nhiệt và di chuyển âm thầm với tốc độ hơn 100 km/h ở dưới nước. Báo cáo cho biết rằng Poseidon có thể tạo ra một cơn sóng thần phóng xạ quét sạch các siêu đô thị như là New York hay là Los Angeles. Ngay cả một thông báo thử nghiệm đơn giản cũng sẽ cho phép Điện Kremlin thể hiện khả năng độc nhất trong cuộc chiến giằng co với phương Tây. Đây là một loại vũ khí mà không ai có khả năng chống lại và cũng không ai có cách nào để có thể bảo vệ mình trước sự tấn công của nó. Bài báo này lưu ý rằng báo cáo đề cập đến hoạt động của tàu ngầm hạt nhân đa năng Begorod ở biển Kara, nơi được cho là có thể diễn ra các vụ phóng phương tiện mang đầu đạn hạt nhân. Nhưng mà có một mâu thuẫn trong vấn đề này, đó là NATO một mặt thì lo ngại về vũ khí, nhưng mặt khác lại không ngừng thực hiện các chiến thuật để xúi giục và điều khiển Ukraine. Về vấn đề này, nhà báo Bradley Devlin đã buộc tội nhà lãnh đạo Ukraine trong một bài báo dành cho đảng bảo thủ của Mỹ rằng với việc Ukraine gia nhập NATO thì Tổng thống Volodymyr Zelensky đang đưa thế giới đến gần hơn với chiến tranh hạt nhân. Tác giả của bài báo này tin rằng nếu như phương Tây đáp ứng nhu cầu của Ukraine về vấn đề gia nhập NATO thì điều này sẽ dẫn đến một mùa đông hạt nhân. Devlin gọi ý định của Zelensky như vậy là nực cười. Ngoài ra, nhà báo viết nhiều khả năng lá đơn của Tổng thống Ukraine chỉ mang tính biểu tượng. Nhưng mà nếu như vậy thì Zelensky nên xấu hổ vì rằng ông ấy đang đưa thế giới đến gần hơn với chiến tranh hạt nhân. Vào ngày 30 tháng 9 thì được biết rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi đơn xin gia nhập nhanh chóng của nước này vào NATO. Điều này xảy ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký kết các thỏa thuận về việc cho phép các nhà nước của Zaporozhye, Kherson cũng như là các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk gia nhập vào lãnh thổ của Nga. Như vậy thì có thể thấy rằng công chúng Mỹ cũng không phải là hoàn toàn ủng hộ chính quyền ông Biden trong vấn đề Ukraine. Đặc biệt đáng chú ý là khi mà các nước phương Tây đồng loạt không công nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý vừa qua, thì còn tồi tệ hơn, đó là họ đang áp đặt các lệnh trừng phạt lên những nhà giám sát và những nhà điều tra độc lập đã tham gia vào vai trò giám sát viên của cuộc trưng cầu dân ý này. Tại sao lại trừng phạt họ? Có phải là vì họ đang dám nói ra điều mà họ thấy, nhưng nó lại không phải là những thứ mà phương Tây muốn nghe hay không? Thật là vô lý. Bây giờ đây, chúng tôi xin được gửi tới quý vị những lời của các nhà giám sát viên quốc tế đã nói sau khi cuộc trưng cầu dân ý có kết quả. Bà Rumina Anna là chủ tịch diễn đàn BRICS đã nói rằng: "Chúng tôi rất vui khi có nhiều nhà quan sát thuộc nhiều quốc gia, hơn 50 quốc gia đang ở đây, bao gồm cả các nước thuộc EU, những người đã tham gia giám sát cuộc trưng cầu dân ý này. Và chúng tôi thấy nó rất công bằng, mọi người đến tham gia vào cuộc bỏ phiếu như là một lễ hội, bởi vì họ thấy rằng họ sẽ vượt qua nỗi đau và họ sẽ quay về với gia đình mình và có một cuộc sống bình thường với sự giúp đỡ của Nga." Còn giáo sư Rose Matemulen ở Mozambique, người đứng đầu AFRIC nói: "Nhưng với thỏa thuận này, chúng tôi đã hy vọng sẽ có cuộc bầu cử ở Luhansk và Donetsk, nhưng vì những vấn đề về an ninh, chúng đã không được tổ chức. Nhưng mà người Nga, như chúng ta đã thấy, họ đang dạy cho thế giới một bài học rằng bây giờ không phải là lúc chờ đợi cho hoàn cảnh thích hợp. Chúng ta sẽ tạo ra nó. Mọi người có thể lựa chọn và nói về ý nguyện của mình." Nhà báo Sonia Eden đến từ Hà Lan, người đã từng viết về Syria, Trung Đông và cuộc chiến giữa Nga và Ukraine thì nói rằng: "Không, không, nó hoàn toàn minh bạch. Như tôi đã nói, họ có vài hòm phiếu bằng kính ở đây và chúng trong suốt. Mọi người có thể lấy thấy và mọi người có thể thấy lá phiếu được cho vào. Khi người dân đến để bầu chọn, họ phải xuất trình giấy tờ tùy thân và họ phải đăng ký, cho nên họ chỉ có thể bỏ phiếu một lần. Cuộc bầu cử này không hề bất thường, như tôi đã thấy, nó rất tốt." Pierre-Emmanuel Thoman là một nhà nghiên cứu, giảng viên và là chuyên gia về địa chính trị người Pháp. Ông có bằng tiến sĩ tại Viện Địa chính trị Pháp cho biết rằng: "Như bạn đã biết, truyền thông dòng chính EU đã xuyên tạc sự thật. Tôi đã đến Lucan để giám sát và nó rất đáng ngạc nhiên. Ấn tượng tổng thể của tôi là mọi người đều có động lực và hăng hái tham gia. Nhiều người đã nói với tôi rằng họ đã chờ đợi điều này từ rất lâu, từ năm 2014.
Đa số mọi người tôi gặp đều nói thẳng thắn rằng họ muốn gia nhập Nga. Còn Emmanuel Leroy là chủ tịch của Tổ chức Nhân đạo Xã hội Pháp thì bày tỏ rằng: tôi biết khá rõ tình hình ở Donbass. Tôi đã ở đó gần đây và tôi đã nghe về kế hoạch làm nổ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Và tôi đã nhìn thấy những người đáng thương mà chắc chắn rằng họ là nạn nhân của lực lượng vũ trang Ukraine. Còn cô Mireille Muel thuộc Tổ chức Cam kết Tuổi trẻ Cameroon cho biết rằng: lĩnh vực chuyên môn của tôi là ngoại giao và chính sách. Vì vậy, với tôi, nó có vai trò quan trọng trong việc đánh giá những gì đang diễn ra. Căn cứ theo quy tắc ngoại giao và luật pháp quốc tế, tôi thấy rằng mọi thứ ở đây là sự thật. Và còn một vấn đề nữa mà chúng ta cũng cần phải lập luận, đó là phương Tây và Ukraine cáo buộc Nga đã thực hiện một cuộc pháo kích vào buổi sáng ngày 30 tháng 9 và một đoàn xe dân sự tại lối ra vào của Zaporizhzhia. Ít nhất 23 người được biết là đã thiệt mạng và 28 người bị thương. Nhưng mà điều kỳ lạ là đoàn xe này là đoàn xe dân sự đang đi vào Zaporizhzhia, vùng mà Nga vừa sáp nhập vào lãnh thổ của mình. Như vậy thì có nghĩa là Nga đang tấn công vào những dân thường đang trở về Nga hay sao? Điều này có đáng tin hay không? Hay là chính quân đội Ukraine đang tấn công trả đũa những người dân ủng hộ Nga, ngăn chặn họ trở về với đất mẹ? Kính thưa quý vị, như chúng ta đã thấy, có một sự hỗn loạn giữa các tuyến thông tin và họ đang tước bỏ quyền xác minh những thông tin đó của những nhà điều tra độc lập. Nếu như bất kỳ một tiếng nói nào giúp cho người ta đi tìm sự thật thì đều bị quy chụp là thân Nga và họ sẵn sàng đàn áp tiếng nói đó, bất luận là người đó là dân thường hay là chính trị gia, là các chuyên gia hay là các nhà báo. Giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền và công lý đã bị xói mòn từ cơ bản. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.